Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Max Channel và mình là Tuấn Ngọc. Các bạn đã bao giờ tự hỏi là những chiếc điện thoại Samsung có rất nhiều phân khúc giá khác nhau? Vậy thì với những chiếc điện thoại Samsung có rất là nhiều dòng Z, A, C, S, Note thì chúng ta nên lựa chọn chiếc điện thoại nào để phù hợp với công việc cũng như là nhu cầu sở thích của chúng ta? Thì ngày hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn những cái chiếc điện thoại nào thuộc phân khúc nào chúng ta nên sử dụng. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến Samsung Galaxy Z. Samsung Galaxy Z thì các bạn chỉ cần bỏ một số tiền là khoảng 2,5 đến 7 triệu đồng là các bạn cũng có thể sở hữu rồi. Và rất nhiều người trong thời bây giờ đã có được cái lựa chọn là Samsung Galaxy J7 Prime hay là J7 Pro vân vân. Lý do là các bạn có thể thấy là trên TV Samsung đang đánh rất mạnh vào những chiếc máy này, đặc biệt là thị trường Việt Nam. Với chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z hay gọi là Samsung Galaxy J thì các bạn sẽ có được một chiếc điện thoại giá khá là phải chăng, với cái cấu hình cũng tạm ổn và đáp ứng được đủ các nhu cầu của các bạn. Bên đó, bởi vì đây là phân khúc giá rẻ và tầm trung nên là Samsung đánh rất mạnh vào camera dành cho những bạn nào hay selfie, chụp trend rồi là đi du lịch chỗ này chỗ kia, để có thể chám vào cái chỗ mà phần cấu hình cũng như hiệu năng của máy không đáp ứng được. Và bên cạnh đó thì hiện tại những phiên bản Samsung Galaxy Z thì chúng ta cũng sẽ có những thiết kế khá là ổn, khá là bắt kịp xu hướng với những cái chiếc điện thoại có thiết kế là kim loại nguyên khối. Theo mình đánh giá thì nếu mình chọn chiếc Samsung Galaxy Z thì cá nhân mình sẽ không chọn, mình sẽ chọn những chiếc flagship của năm ngoái như là Samsung Galaxy S7, bản sách tay có giá cũng tương đương mà cũng không quá đắt như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ nói đến một chiếc máy khác, đó là chiếc Samsung Galaxy C. Các bạn còn nhớ trước đây chúng ta có một chiếc máy là Samsung Galaxy C9 Pro. Với những chiếc Samsung Galaxy C thì các bạn sẽ có một chiếc máy rất là đẹp, màn hình lớn. Đặc biệt là Samsung Galaxy C9 Pro thì các bạn sẽ có một chiếc máy màn hình to, thiết kế kim loại nguyên khối, cầm rất là đầm tay, rất là chắc chắn. Và bên cạnh đó thì dòng C là dòng mà Samsung đánh rất nhiều vào cấu hình. Các bạn còn nhớ là chiếc Samsung Galaxy C9 Pro chúng ta có 6GB RAM. Và với cái dung lượng RAM mạnh mẽ như thế thì rất nhiều người đã đồn đoán rằng Samsung dành riêng dòng C để test những cái chức năng rất mạnh dành cho các flagship của năm sau. Và bạn cũng có thể mong chờ là Samsung Galaxy Note 8 chúng ta cũng sẽ có 6GB RAM. Bên cạnh đó thì chiếc Samsung Galaxy C10 chúng ta cũng được đồn đoán là sẽ có camera kép, thứ mà sẽ xuất hiện trên Samsung Galaxy Note 8 có thể là vào năm nay. Cũng sẽ được xuất hiện ở trên cái siêu phẩm này. Với chiếc điện thoại như thế thì các bạn cũng sẽ chỉ phải bỏ ra một số tiền là khoảng gần 10 triệu để có thể sở hữu. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có lại được một cái thiết kế cũng khá là ok và cấu hình rất tốt. Cái dòng tiếp theo mà Samsung đánh rất mạnh vào trong thị trường Việt Nam cũng giống như là dòng Z, đó là Samsung Galaxy A. Với Samsung Galaxy A thì các bạn sẽ có thể thấy là nó có một thiết kế rất là đẹp, không giống như các sản phẩm giá rẻ hay là tầm trung khác. Ví dụ như là Samsung Galaxy A2017 thì các bạn sẽ có một thiết kế nhôm kính bắt mắt không khác gì dòng S. Khi so sánh A5 2017 với cả Samsung Galaxy S7 thì chúng ta sẽ thấy là nói thật là không khác gì anh em sinh đôi. Và chưa kể năm nay nó còn trang bị thêm cái chuẩn chống nước IP68. Nói về hiệu năng thì những chiếc máy dòng A đều sử dụng con chip Exynos đến từ chính Samsung. Tuy nhiên thì hiệu năng của chiếc máy cũng chỉ dừng ở mức ổn định, đủ để cho các bạn trải nghiệm một vài tựa game, chứ không thể nào mà như những chiếc flagship. Tất nhiên vậy rồi. Còn mức giá thì để sở hữu những cái chiếc điện thoại Samsung Galaxy dòng A thì các bạn nên chuẩn bị cho mình từ 6,5 đến 10 triệu đồng để có thể sở hữu những phiên bản như là Samsung Galaxy A5 hay là Samsung Galaxy A7 của năm 2017. Và cuối cùng thì mình sẽ giới thiệu cho bạn hai dòng điện thoại gọi là cao cấp nhất của Samsung, đó là Samsung Galaxy S và Samsung Galaxy Note. Mình sẽ nói về dòng S trước bởi vì đây là dòng có đầu tiên. Với những chiếc Samsung Galaxy S thì Samsung đánh rất mạnh vào những người dùng yêu thích cái đẹp và yêu thích sự thời trang. Các bạn có thể thấy là Samsung Galaxy S luôn luôn đi đầu xu hướng thiết kế của Samsung, mà dòng Note thì luôn luôn đi sau một chút. Các bạn có thể nhớ là khi mà chúng ta ra mắt chiếc Samsung Galaxy S6 thì đây là một trong chiếc điện thoại đầu tiên của Samsung sử dụng hai mặt lưng bằng kính. Chúng ta mới có Note 5 mới được sử dụng lại thiết kế này. Samsung hiện nay còn đang phát triển hai máy cùng một lúc khi mà do cho ra mắt những chiếc như là S8 hay là S7. Vì thế cho nên là các bạn sẽ phải cân nhắc giá khi mà muốn chọn một trong hai dòng. Còn về với Samsung Galaxy Note thì các bạn thấy là Samsung Galaxy Note sẽ rất nổi tiếng với cái chiếc bút S Pen. Với chiếc bút S Pen này thì Samsung muốn dành cho những người sử dụng như là đối tượng là doanh nhân, những người sử dụng công việc bản giấy thật là nhiều để chúng ta có một cái công cụ hỗ trợ đắc lực bên cạnh. Tuy nhiên thì với chiếc điện thoại này các bạn hoàn toàn có thể giải trí như là nghe nhạc, xem phim, chơi game, đặc biệt với cái màn hình to như thế này thì chơi game và xem phim sẽ cực kỳ đã. Bên cạnh đó thì cấu hình của dòng S lẫn dòng Note đều rất trâu, sẽ giúp cho các bạn có thể trải nghiệm được khoảng vài năm chứ không chỉ là 1-2 năm như là những chiếc máy tầm trung khác. Và như vậy là ngày hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn qua về tất cả những cái dòng Samsung hiện tại đang có mặt trên thị trường, đặc biệt
biệt là thị trường Việt Nam. Và các bạn đã nghĩ là mình sẽ chọn chiếc điện thoại nào hay chưa? Và các bạn đừng quên truy cập vào website của Mac Mobile. Bọn mình đã có rất nhiều những dòng Samsung Galaxy từ đời này đến đời kia dành cho các bạn có thể tham khảo cũng như là đến để xem máy. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.